Minh và Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri hé lộ bí mật về vận số cuộc đời của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong 5 năm tới, từ 44 đến 48 tuổi, cần tránh ba điều này: được trời cao ban phúc, đắc lộc ơn trên, làm ăn trúng lớn, phú quý ngập nhà, giàu sang hưng vượng. Số này tuổi nhỏ khó nuôi, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người, thu đông xanh đạm thời yên, có phần sung sướng như cua đủ càng, xuân hạ lỗi số cực thân, làm ăn có của thế mà phải lo. Năm xưa vận hãy dở dang, tới hồi vận rũa lại càng vinh hoa, bởi nhờ kẻ quý giúp ta, sau này lập nghiệp vinh hoa thanh nhàn. Số người tính đức hiền lương, nhưng mà anh em chẳng thuận chẳng hòa, có tay tạo lập cửa nhà, phước theo vận cuối tới già hiền vinh. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nhiều người than phiền với tôi rằng, dù họ cố gắng chăm chỉ, kẻ như trâu như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội, về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành, nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trang lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận dài này. Giới tiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Tân Dậu từ 44 đến 48 tuổi, tránh ba điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Tân Dậu sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Quý vị thân mến, dựa theo yếu tố thiên can địa chi, năm 1981 là năm Tân Dậu, nên người sinh năm này cầm tinh con gà, có năm sinh dương lịch. Từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982, vì thừa hưởng đặc tính kiêu hãnh và năng động của một con gà, nên người sinh năm 1981 rất kiên cường và mạnh mẽ. Người sinh năm 1981 thuộc mệnh mộc, tức thạch lựu mộc. Thạch lựu mộc có nghĩa là gỗ cây lựu mộc trên núi đá, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Cây lựu như một biểu tượng cho nghị lực phi thường của con người. Nơi cư trú của nó là những vùng núi cao cằn cỗi, nơi mà sự sống mong manh tưởng chừng như không thể tồn tại. Tuy nhiên, bất chấp môi trường khắc nghiệt, thiếu thốn dinh dưỡng, cây lựu vẫn vươn lên mạnh mẽ, mang trong mình sức sống mãnh liệt. Nhìn vào hình ảnh ấy, ta không khỏi cảm phục ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan của nó. Đối với những người mang nạp âm thạch lựu mộc, hình ảnh cây lựu như một lời nhắc nhở về phẩm chất cao quý cần có. Họ sở hữu đức tính kiên cường, mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách. Cho dù cuộc sống có gieo rắc bao nhiêu gian nan, họ vẫn hiên ngang đối mặt, chiến đấu hết mình để đạt được mục tiêu. Giống như cây lựu vươn lên từ mảnh đất cằn cỗi, họ tin rằng bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ có thể chinh phục mọi thử thách và gặt hái thành công. Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh mộc tương sinh với mệnh hỏa, mối quan hệ này được ví như cây khô sinh ra lửa, thể hiện sự hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Cây gỗ cung cấp nguyên liệu cho lửa cháy, đồng thời lửa giúp cây nhanh chóng phân hủy, tạo điều kiện cho mầm non nảy nở. Trong cuộc sống, người mệnh mộc và mệnh hỏa thường có sự đồng điệu về tính cách, dễ dàng hòa hợp và tạo nên những thành tựu to lớn khi hợp tác cùng nhau. Ngoài ra, mệnh mộc cũng sẽ tương khắc với mệnh thổ, bởi cây càng lớn lên sẽ càng cần nhiều dinh dưỡng, từ đó hút hết phần chất dinh dưỡng trong đất khiến cây khô cằn, đá sỏi. Xác định người sinh năm 1981 hợp tuổi nào,
giúp bạn chủ động trong việc tìm kiếm được người bạn đồng hành phù hợp trên con đường công danh, sự nghiệp, tình duyên và cuộc sống. Trong công việc, nếu tìm được người hợp tuổi hợp tác làm ăn, sẽ giúp hanh thông và tiền tài sung túc. Còn trong hôn nhân, người bạn đời quyết định số mệnh ba đời của gia đình, bạn nên lựa chọn người vợ hay người chồng hợp tuổi, sẽ giúp gia đình hạnh phúc viên mãn. Tuổi hợp để làm ăn. Đối với nam mạng sinh năm 1981, tuổi hợp làm ăn là Tân Dậu, Giáp Tý, Quý Hợi và Đinh Mão. Còn đối với nữ mạng sinh năm 1981, tuổi hợp làm ăn là Giáp Tý, Quý Hợi và Kỷ Tỵ. Con số may mắn của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 mang mệnh mộc, cho nên con số đại diện cho mệnh mộc thích hợp với tuổi Tân Dậu. Hơn nữa, thủy sinh mộc nên các màu biểu tượng cho mệnh thủy cũng thích hợp với người sinh vào năm 1981. Những con số phù hợp là: nam hợp với các số là 1, 6 và 7, còn nữ hợp với các số là 2, 5, 8 và 9. Dựa vào bát trạch phong thủy, 8 phương vị quẻ hào của một ngôi nhà gồm khảm, ly, chấn, tốn, càn, khôn, cấn, đoài. Nam mạng sinh năm 1981 thuộc cung khảm, hành thủy. Vì vậy, trí dũng song toàn, khả năng thích nghi nhanh chóng với mọi môi trường hoàn cảnh. Nữ mạng sinh năm 1981 thuộc cung cấn, hành thổ. Họ có khả năng ra quyết định nhanh chóng, mạnh mẽ và vô cùng tự tin vào khả năng của bản thân, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến là nét tính cách nổi bật của nữ 1981. Trong phong thủy, màu sắc được xem là nhân tố đặc biệt giúp thúc đẩy đời sống tinh thần, sức khỏe và thu hút vận may, tài lộc. Vì vậy, đừng quên chọn những vật dụng hay các món trang sức, đồ trang trí có màu tương sinh hoặc bản mệnh để hấp thu may mắn nhé. Theo quy luật ngũ hành tương sinh, thủy sinh mộc, mộc hợp mộc, nên những người tuổi Tân Dậu hợp với các màu sắc thuộc hành mộc, thủy, ví dụ xanh lá cây, xanh rêu, nâu gỗ hoặc xanh nước biển, đen, xanh dương, nhóm màu sắc này sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và thuận lợi cho người sinh năm 1981. Ngoài ra, người sinh năm 1981 cũng có thể sử dụng các màu sắc thuộc hành thổ như vàng, nâu đất. Tuy nhiên, những màu sắc này không được nhiều người ưa chuộng bằng các màu sắc thuộc hành mộc và hành thủy. Những người tuổi Tân Dậu là những người có trái tim vô cùng ấm áp, họ luôn có mong muốn giúp đỡ người khác. Ví dụ như nếu một người mới đến chưa biết việc gì, họ sẽ giúp đỡ một cách vô tư, không toan tính gì, nhưng điều này dựa trên cơ sở rằng người đó không mang lại phiền nhiễu gì cho họ. Với tính cách tuổi này, họ sẽ không sẵn lòng giúp sức những người có tâm địa đen tối, họ có được sự dịu dàng, nền nã trong tính cách giống như những người khác. Tuy nhiên, họ không vì thế mà nhân nhượng, sẽ chiến đấu đến cùng với những kẻ phản bội, ngang ngược. Cách họ hành động luôn khiến mọi người ngạc nhiên, vì bề ngoài tuy dễ chịu, hiền hòa, nhưng lại luôn đưa ra những quyết định không ai lường trước được. Lúc mới tiếp xúc, họ tạo cảm giác thu hút và hấp dẫn, nhưng càng về sau người ta cảm nhận rõ Tân Dậu là ngọn lửa dữ dội. Tuy là người sống tình cảm, nhưng họ không ủy mị, họ rất sôi nổi, vui vẻ. Những người này có phong cách đặc biệt thú vị, họ có thể dùng lời nói sắc bén để chỉ trích kẻ mình không ưa, nhưng lại thoải mái cho đi, thể hiện cảm xúc của mình, thích nghi với sự thay đổi cũng rất nhanh. Công danh tuổi Tân Dậu. Người tuổi Tân Dậu có thể hoàn thành rất tốt các công việc cần đến sự tỉ mỉ, chính xác và kiên nhẫn. Chính vì vậy, họ có thể tham gia vào các lĩnh vực kỹ thuật, kế toán, đo đạc địa chất hoặc nghiên cứu khoa học. Họ thường đạt được hiệu quả cao trong công việc, chú trọng đến tính thực tế của công việc, chứ không bao giờ khoa trương quá đáng. Với sự dũng cảm, nghiêm túc và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi của mình, họ luôn đạt được những thành quả lớn trong sự nghiệp. Nhược điểm lớn nhất của họ là thiếu lý trí và quyết đoán. Đôi khi, họ thường bị tình cảm chi phối và không thể tự quyết định được vấn đề của mình. Đặc tính này đã gây ra nhiều bất lợi cho họ trong công việc. Họ sẽ không làm việc gì mà không có kết quả rõ ràng. Luôn mong muốn sự dũng cảm và tinh thần phấn đấu làm việc của mình sẽ được áp dụng vào những phần việc tích cực và nghiêm túc. Nếu là nhân viên, họ sẽ tuyệt đối phục tùng ông chủ của mình. Mọi công việc lớn nhỏ họ đều hoàn thành tốt, họ rất được lòng cấp trên và vì vậy cũng thường được đề bạt lên những vị trí mới. Nếu là người chủ, họ thường không ngại khó khăn, vất vả. Tuy rất coi trọng quyền lực mà mình có được trong tay, nhưng họ lại không biết cách sử dụng một cách tốt nhất và thường có những hành vi không mấy lý trí. Hôn nhân tuổi Tân Dậu. Người tuổi Tân Dậu có phần nhút nhát và quá cẩn thận trong tình yêu. Dù gặp được người mà mình thích, họ cũng ít khi hành động ngay nên thường bỏ qua khá nhiều cơ hội. Họ cũng thường xuyên dựa dẫm vào người khác trong mọi chuyện. Họ luôn chân thành và thường không bao giờ nói dối người yêu. Trên thực tế, sự bình yên trong tâm hồn mới là điều quan trọng nhất đối với họ. Khi gặp khó khăn trong công việc hoặc các hoạt động khác trong xã hội, họ cần không khí bình yên, hạnh phúc trong gia đình để cân bằng trở lại. Với tính cách tuổi này,
Nếu là đàn ông, họ là người khá kiêu ngạo, thích nổi bật hơn mọi người. Chính vì vậy, khi lựa chọn bạn đời, họ thường rất chú trọng đến vẻ đẹp ngoại hình của đối tượng. Phụ nữ tuổi này lại là những người có phần cẩn thận, thận trọng thái quá trong chuyện tình cảm. Dù có thích một người nào đó, họ cũng ít khi bày tỏ tình cảm của mình, nên thường bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Người tuổi Tân Dậu sẽ kết đối rất tốt với người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Ngoài ra, người tuổi Ngọ và tuổi Sửu cũng khá phù hợp với họ. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xem tử vi cho thấy, phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu mang mệnh mộc, sự nghiệp gặp nhiều may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu, song khi vượt qua được những điều đó, cả một tương lai tươi sáng chờ bạn phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc, được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản trở được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong đợi. Tuy nhiên thành công rồi, trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi, thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi. Con giáp này nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải sai lầm. Về phương diện tài lộc, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận tài lộc Tân Dậu mệnh mộc chẳng tầm thường, cuộc đời người này sống trong nhung lụa. Tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra, một điểm nổi bật của con giáp này là biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay Dậu Thổ sẽ nghĩ cách để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở. Tính cách con giáp này thích động chứ không thích tỉnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt, làm quen với những người bạn mới, biết cách đối nhân xử thế, biết cách lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Dậu có dấu hiệu đi xuống, bản mệnh không đủ quan tâm tới những thay đổi của cơ thể. Những người này bận rộn, lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thấy nhất của con giáp tuổi Dậu liên quan tới dạ dày. Thời điểm này dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi. Vì thế bản mệnh và hết sức cẩn trọng với các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Về phương diện tình cảm, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Nam giới tuổi Dậu phóng khoáng, cởi mở, yêu tự do, yêu cầu sự tự do và bình đẳng tuyệt đối trong tình yêu. Họ quan niệm hai người yêu nhau phải giữ lòng tự tôn, tôn trọng nhất định, không được chê bai, mắng mỏ đối phương. Bản thân họ cũng tuyệt đối tránh làm điều này. Nữ giới tuổi Tân Dậu khá can trường, dũng cảm, cũng rất chủ động trong chuyện tình cảm. Khi cần, họ sẽ nhẹ nhàng, nữ tính, thể hiện hết mọi nét quyến rũ của mình. Họ không chấp nhận chuyện đối phương đòi hỏi gò bó theo khuôn phép. Khi kết hôn, họ là người đảm đang và biết vun vén cho gia đình. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Tân Dậu theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé! 1. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng giêng âm lịch. Sinh vào tháng giêng, tiết lập xuân, khi vạn vật hồi sinh, đất trời tươi mới. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng này cũng mang trong mình tinh thần sảng khoái, biết tiến biết lùi, lại ưa thích tự do. Tuy tuổi thọ của họ không cao, nhưng cuộc sống lại khá an yên, bình dị. Họ may mắn được hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy, không lo lắng về chuyện cơm áo, gạo tiền. Sức khỏe của họ cũng khá tốt, ít khi mắc bệnh tật. Tuy không được thừa hưởng gia sản từ tổ tiên hay có quý nhân phù trợ, họ vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của bản thân. Tiền vận của họ có phần vất vả, nhưng hậu vận lại hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Họ có gia đình hạnh phúc, êm ấm, được cha mẹ, anh em, vợ con yêu thương, quan tâm. Dù không có quá nhiều tham vọng, không giành được địa vị cao trong xã hội, nhưng họ lại có đời sống tinh thần phong phú và luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. 2. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Xem tử vi phương Đông, tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là lúc mà vạn vật tốt tươi. Người tuổi Tân Dậu sinh tháng này mang trong mình tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ dàng gặt hái thành công và là người nhân nghĩa, thông minh đĩnh ngộ. Họ có lòng tự trọng cao, trí tuệ hơn người, học rộng biết nhiều và rất ham học hỏi. Tuy nhiên, họ lại không gặp may mắn, không được hưởng phúc lộc từ tổ tiên và cũng không có sự giúp đỡ từ cha mẹ. Vì vậy, họ khó có thể đạt được địa vị cao trong xã hội, dù học giỏi nhưng lại học tài thi phận, chỉ đến khi về già mới có cơ hội sử dụng kiến thức của mình. Họ có phần cô độc,
tự xưng thanh cao và không thích ở cùng những người tầm thường. Tuy nhiên, nếu theo đuổi con đường kinh doanh, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn so với con đường công danh. 3. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Tân Dậu sinh tháng này thông minh vốn sẵn tính trời, linh hoạt và giỏi tùy cơ ứng biến. Nhờ vậy, họ được trời ban phúc lộc và có cuộc sống vinh hoa phú quý. Họ có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh và có thể đạt được địa vị cao trong xã hội. Họ gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, lại có thực tài nên dễ dàng thăng tiến trên con đường làm ăn. Họ luôn được gia đình và bạn bè yêu thương, giúp đỡ, nên sự nghiệp của họ vô cùng thuận lợi, tài lộc dồi dào và có thể mang lại vinh quang cho gia đình. 4. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Tân Dậu sinh vào tháng này có ý chí hơn người, có tài văn chương nghệ thuật, nhưng tính tình lại đa sầu đa cảm và khá cao ngạo. Do vậy, họ gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống, dù có khả năng tổ chức tốt và nhiều tham vọng, nhưng họ lại khó có thể làm nên đại nghiệp, có thể do tính cách cứng nhắc, tự kiêu và không coi ai ra gì, nên họ khó được mọi người yêu mến. Nhiều ước mơ hoài bão không thể thực hiện được, khiến cho họ phải thay đổi tính cách của mình. Tổ nghiệp tuy có nhưng không quá lớn, họ phải tự mình gây dựng sự nghiệp, tài hoa hơn người, nên họ có đủ năng lực để làm việc đó. Tuy nhiên, tài lộc của họ lại không được tốt và họ có phần ưa mạo hiểm, nên hậu vận của họ hung cắt khó lường. 5. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch, tiết mang trùng, như báo hiệu cho cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh tháng này những thăng trầm, biến động. Họ có sự nghiệp dễ thành, sớm đạt được vinh hoa phú quý, nhưng cũng không tránh khỏi những thất bại trong tương lai. Tuy vậy, nhìn chung con đường công danh của họ không tồi, tài năng được trọng dụng và gặt hái được nhiều thành tựu. Tuy nhiên, vận trình của họ lại đầy biến động, khi lên voi xuống chó, có thể vì sa cơ lỡ vận mà gặp phải những rắc rối, kiện tụng. Mặc dù được gia đình và bạn bè hỗ trợ, giúp đỡ, họ vẫn khó tránh khỏi những thất bại trong sự nghiệp, đặc biệt là ở giai đoạn đầu đời. May mắn thay, đến nửa đời sau, họ sẽ có quý nhân phù trợ, giúp đỡ, đưa sự nghiệp dần ổn định. Tuy không có những bước phát triển đột phá, họ vẫn có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nhìn chung, vận trình của họ chỉ ở mức trung bình khá. 6. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 6 âm lịch. Sinh vào tháng 6 âm lịch, tết Tiểu Thử, với cái nắng oi ả, cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh tháng này cũng bấp bênh, trông gai không kém. Khó có được ngày tháng an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý, họ phải trải qua nhiều gian nan, thử thách mới có thể đạt được thành công. Thiếu đi sự trợ giúp từ gia đình, ra ngoài xã hội cũng không có bạn bè hay quý nhân giúp đỡ, họ phải tự mình bươn trải, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Con đường họ đi đầy rẫy những khó khăn, thử thách, đòi hỏi họ phải có ý chí kiên cường, nghị lực phi thường để vượt qua và gặt hái thành công. Tuy cuộc đời gặp nhiều biến cố, nhưng chính những khó khăn ấy đã rèn luyện cho họ khả năng thích nghi tốt, tự vượt lên hoàn cảnh và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhờ ý chí và nghị lực phi thường, họ có thể làm nên những điều phi thường, gây dựng cơ nghiệp lớn lao. 7. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 7 âm lịch. Khác với những người tuổi Tân Dậu sinh tháng 5 và tháng 6, người sinh tháng 7 âm lịch lại có cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi và hạnh phúc viên mãn. Tháng 7 âm lịch, tiết lập thu, mang đến cho họ những điều tốt đẹp như chính cái tên lập thu. Họ sinh ra trong gia đình có tổ tiên phúc dày, cha mẹ anh em yêu thương, vợ chồng hòa thuận, tạo điều kiện cho họ theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình, không cần phải lao động quá vất vả. Họ vẫn có được cuộc sống đủ đầy, sung túc, không lo toan về cơm áo gạo tiền. Với tham vọng lớn về sự nghiệp, họ được quý nhân che chở, người thân hỗ trợ, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy, họ có thể gặt hái được nhiều thành công vang dội và tạo dựng sự nghiệp rực rỡ. Nhìn chung, người tuổi Tân Dậu sinh tháng 7 âm lịch là những con cưng của số phận, được hưởng cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. 8. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tiết Bạch Lộ, như tô điểm cho cuộc đời người tuổi Tân Dậu sinh tháng này những gam màu rực rỡ của thành công và viên mãn. Họ trời phú cho trí tuệ thông minh, lanh lợi, cùng với lý tưởng sống cao đẹp và ý chí kiên cường. Nhờ vậy, họ gặt hái được nhiều thành tựu vang dội, được nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Ngay từ khi sinh ra họ đã được hưởng vượng khí của đất trời, ít khi phải lo lắng về vấn đề tài chính. Cuộc sống của họ sung túc, đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì. Con đường sự nghiệp hanh thông, rộng mở, họ dễ dàng đạt được những vị trí cao trong xã hội. Đặc biệt, nếu theo đuổi con đường kinh doanh, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Tuy tổ nghiệp không mấy dư giả, không được thừa hưởng gia sản hay sự trợ giúp từ người thân,
nhưng họ không hề nản lòng. Nhờ vào sự chăm chỉ, cần cù và ý chí kiên định, họ tự mình tạo dựng cơ nghiệp vững vàng. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã bộc lộ chí lớn, tài học hơn người và không ngại khó khăn, thử thách trên con đường sự nghiệp. Họ luôn có quý nhân phù trợ, giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và gặt hái được thành công rực rỡ. 9. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 9 âm lịch. Sinh vào tháng 9 âm lịch, tiết bạch lộ, người tuổi Tân Dậu mang trong mình bản tính phóng khoáng, tự do và không thích bị gò bó bởi bất kỳ ràng buộc nào. Họ may mắn được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ, không lo lắng về cơm áo gạo tiền. Tài vận của họ hanh thông, suôn sẻ, ít khi gặp phải trắc trở. Tuy không được thừa hưởng nhiều tài sản từ cha ông, nhưng họ lại có quý nhân phù trợ, giúp đỡ họ trên con đường công danh sự nghiệp. Nhờ vậy, họ có thể phiêu du tự tại, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tính cách của người tuổi Tân Dậu sinh tháng 9 có phần cương liệt, cứng rắn và đôi khi nóng nảy. Họ thích tự quyết định mọi việc và không thích bị ai can thiệp. Tuy vậy, chính tính cách này lại giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Họ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và dẫn dắt tập thể đi đến thành công. 10. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 10 âm lịch. Khác với những người tuổi Tân Dậu sinh tháng 8 và tháng 9, người sinh tháng 10 âm lịch lại có cuộc sống bình dị, an yên và không quá tham vọng. Họ không đặt nặng vấn đề lý tưởng hay sự nghiệp, mà chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã không thích học hành và không có nhiều tham vọng trong cuộc sống. Họ hài lòng với những gì mình đang có và không muốn theo đuổi những mục tiêu quá cao xa. Tuy vậy, họ lại có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn, không có sự nghiệp lớn lao, không có tiền bạc dồi dào, nhưng họ luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Họ có một sức khỏe tốt, ít khi bị bệnh tật, gia đình họ êm ấm, hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười. 11. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 11 âm lịch. Sinh vào tiết Đại Tuyết, những người tuổi Tân Dậu tháng 11 mang trong mình khí chất mạnh mẽ, kiên cường như chính cái tên Dậu. Họ trời phú cho trí tuệ thông minh, nhanh nhẹn, cùng với chí hướng phấn đấu không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, con đường họ đi lại không hề dễ dàng, bởi tổ nghiệp phúc mỏng, lục thân không nơi cậy nhờ, thiếu đi sự hỗ trợ từ gia đình, anh em. Họ buộc phải tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính vì vậy, họ thường xuyên phải đối mặt với những khó khăn, thử thách, thậm chí có lúc cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Tuy nhiên, ý chí kiên cường và lòng quyết tâm cao độ giúp họ vượt qua mọi rào cản, từng bước tiến lên phía trước. Sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh tháng 11 âm lịch cũng gặp nhiều chông gai, dễ xảy ra tranh chấp về tài sản hay những chuyện xấu, dẫn đến phá tài. Họ thường phải đối mặt với những khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, họ sẽ gặt hái được thành công xứng đáng. Họ sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng chỉ cần có ý chí và nghị lực phi thường, dù xuất phát điểm có thấp đến đâu, bạn cũng có thể chạm đến đỉnh cao của thành công. 12. Vận mệnh người tuổi Tân Dậu sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tiết Tiểu Hàn, những người tuổi Tân Dậu tháng 12 mang trong mình bản tính thông minh, cơ trí, tài hoa hơn người. Tuy nhiên, cuộc sống của họ không hề dễ dàng bởi mọi chuyện phải dựa vào chính mình. Khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Họ phải trải qua vô số thử thách mới có thể từng bước tiến lên phía trước. Tuy nhiên, họ không hề nản lòng. Ý chí kiên cường và tinh thần nghĩa hiệp giúp họ vượt qua mọi rào cản, gặt hái được thành công và sống một cuộc đời sung túc, giàu sang. Tuy nhiên, ở họ luôn tồn tại một nỗi niềm khó tả. Dù có được cuộc sống sung túc, họ vẫn chưa thực sự được hưởng thụ những gì xứng đáng thuộc về mình, vẫn còn nhiều ước mơ, hoài bão ấp ủ bấy lâu chưa thể thực hiện. Cuộc đời của người tuổi Tân Dậu sinh tháng 12 âm lịch là một bản hùng ca về ý chí và nghị lực phi thường. Họ là minh chứng cho câu nói, có chí thì nên, rằng chỉ cần nỗ lực không ngừng kiên trì theo đuổi mục tiêu, dù xuất phát điểm có thấp đến đâu, bạn cũng có thể gặt hái được thành công. Tuy nhiên, họ cũng cần lưu ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là vào giai đoạn trung niên, để có thể tận hưởng trọn vẹn những thành quả mà mình đã gặt hái được. Hãy trân trọng những gì mình đang có và tiếp tục vun đắp cho cuộc sống thêm viên mãn, hạnh phúc. Như cây liệu đá vươn lên mạnh mẽ giữa núi đá cằn cỗi, người tuổi Tân Dậu sinh tháng 12 âm lịch sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên hành trình chinh phục ước mơ của mình. Hãy tin tưởng vào bản thân và bạn sẽ chiến thắng mọi thử thách, gặt hái được thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, thuộc mệnh Thạch Lựu Mộc, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Tân Dậu có thể áp dụng một số cách sau. 1. Tu tâm dưỡng tính, rèn luyện tính cách. Tuổi Tân Dậu thường có tính nóng nảy, bướng bỉnh, dễ gây mâu thuẫn với người khác. Do đó,
việc rèn luyện tính kiên nhẫn, bình tĩnh là vô cùng quan trọng. Hãy tập thiền, yoga hoặc tham gia các hoạt động giúp thư giãn tinh thần để kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Giữ gìn lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn, từ đó tạo tiền đề cho sự thành công trong cuộc sống. Làm việc thiện, giúp đỡ người khác là cách tích lũy công đức và mang lại may mắn cho bản thân. Hãy dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc giúp đỡ những người xung quanh khi có thể. 2. Áp dụng phong thủy. Màu sắc hợp mệnh. Tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, do đó nên sử dụng những màu sắc hợp mệnh như xanh lá cây, xanh lam, đen, nâu. Tránh sử dụng những màu khắc mệnh như vàng, trắng, xám. Con số may mắn. Các con số may mắn cho tuổi Tân Dậu là 1, 3, 4. Hãy sử dụng những con số này trong các hoạt động quan trọng như chọn số điện thoại, biển số xe, ngày sinh nhật. Hướng nhà hợp mệnh. Hướng nhà hợp mệnh cho tuổi Tân Dậu là hướng đông, nam, đông nam, nên chọn nhà có hướng phù hợp để mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ. Vật phẩm phong thủy. Tuổi Tân Dậu nên sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc mệnh mộc như cây cảnh, tựa gỗ, đá phong thủy màu xanh lá cây để cầu bình an và may mắn. 3. Về công việc. Nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực. Tuổi Tân Dậu có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, nên chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực để đạt được thành công trong công việc. Kiên trì, không nản lòng trên con đường sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, cần kiên trì, không nản lòng để vượt qua những chướng ngại vật và đạt được mục tiêu đề ra. Học hỏi, trau dồi kiến thức. Nên thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân và thích nghi với môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh. 4. Một số cách khác. Trồng cây phong thủy. Một số loại cây phong thủy tốt cho tuổi Tân Dậu như kim tiền, lưỡi hổ, châu bà. Nuôi vật phong thủy. Mèo là con vật mang lại may mắn cho tuổi Tân Dậu. Đặt bàn thờ thần tài, thờ cúng thần tài, thổ địa sẽ giúp mang lại tài lộc cho gia chủ. Giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Theo phong thủy, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ thu hút năng lượng tích cực, mang lại may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.